Lớp học của những giáo viên dạy trẻ tự kỷ không giống như bao lớp học khác, bởi những trang giáo án của các thầy cô chính là tình yêu thương và sự kiên nhẫn. Đến với trung tâm Thiên Thần nhỏ Ninh Bình, những người thầy nơi đây cũng vậy, họ không chỉ đồng hành mà còn là người mẹ, người cha thứ hai trong cuộc hành trình hòa nhập cộng đồng của những em nhỏ đặc biệt. Giọng nói dịu dàng, dễ mến là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi tiếp xúc với cô giáo Đinh Thị Tuyết. Năm 2015, sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm, cô đến với Trung tâm Thiên Thần Nhỏ làm giáo viên dạy trẻ tự kỷ như một cơ duyên. Suốt 7 năm gắn bó với nghề, nhiều lúc cảm thấy mệt mỏi vì công việc nhiều áp lực khó khăn. Nhưng mỗi ngày qua đi, nhìn những đứa con của mình ngày càng tiến bộ, cô lại có thêm niềm tin, quyết tâm giúp các em sớm hòa nhập cộng đồng. Khi mà mới ra trường xong thì khi mà trung tâm đang cần tuyển những giáo viên mà can thiệp giúp đỡ những bạn trẻ rối loạn phát triển thì mình đã nộp hồ sơ và xin ứng tuyển vào trung tâm, và thế là từ đến nay là mình đã gắn bó với trung tâm đến tận bây giờ. Thời gian đầu mới vào nghề thì gặp rất nhiều khó khăn, thứ nhất là về làm quen với trẻ, tại vì các bạn ấy có những cái đặc trưng rất là khác biệt, mình sẽ phải tìm hiểu để làm sao mà hiểu được các bạn ấy. Nhưng sau khoảng thời gian học với bọn mình, các bạn có thể nói được, các bạn có thể là gọi được, trả lời mình được, thì đấy là cái điều đấy là bọn mình rất là vui, và đấy là cái điểm khích lệ động viên bọn mình mà có thể là giúp bọn mình gắn bó với công việc này lâu lâu như thế. Cũng như cô Tuyết, gạt sang một bên tất cả những khó khăn vất vả, thầy giáo Phạm Văn Toán đã lựa chọn công việc dạy trẻ tự kỷ. Hơn 3 năm nay, trong vai một người cha, một người đồng hành, thầy luôn khiến những học trò của mình yêu quý và tin tưởng. Vì sự tiến triển của các em, bản thân thầy đã không ngừng cố gắng trau dồi kinh nghiệm, nâng cao kiến thức để vững tin với nghề. Công việc của tôi hàng ngày là dạy các cháu là từ kỹ năng nhỏ cho đến những kỹ năng phục vụ bản thân, ví dụ như là tắm rửa mặc quần áo và phục vụ nấu ăn thì là nhặt rau, rửa rau và nấu chế biến các món ăn hàng ngày để bước ra ngoài xã hội có thể tự trang trải cuộc sống cho mình và cho người thân của gia đình mình. Dạy trẻ tự kỷ là một chặng đường khó khăn, một hành trình nhiều vất vả và thử thách, ngoài bằng cấp, kiến thức, kinh nghiệm còn đòi hỏi có sự kiên trì và tình yêu thương của các giáo viên. Bao năm qua, các thầy, cô giáo tại trung tâm dạy trẻ tự kỷ luôn phải cùng ăn, cùng ngủ, cùng chơi, cùng học với các em. Và niềm vui mà họ nhận được từ công việc là ánh mắt tin tưởng, hy vọng của mỗi bậc phụ huynh. Mới đây đầu là các cháu đến đây là thấy các cô là cháu còn nhút nhát lắm. Nhưng mà bây giờ đến cái là nhìn thấy các cô cái là phải chạy vào ngay. Các cô hòa đồng và nhiệt tình lắm, chỉ bảo từng tí. Nên là cháu về giờ cháu tiến bộ lắm. Từ hôm đến nay là cho cháu đến đây chúng tôi quậy an tâm lắm. Cũng như là các giáo viên khác trong ngành nhà giáo thì đối với giáo viên làm việc tại Thiên Thần Giáo Ninh Bình thì các thầy cô cũng luôn luôn là rèn luyện những cái phẩm chất đạo đức của người giáo. Tuy nhiên là vì đặc thù là gắn bó với lại trẻ rối loạn phát triển nên là mỗi một thầy cô ở đây thì các thầy cô đều rất là nhiệt tình, tận tụy và đặc biệt là rèn luyện cho mình một cái tính, đó là tính kiên trì khi làm việc với lại các bạn có rối loạn phát triển. Với sự nỗ lực bền bỉ, thầm lặng của các thầy cô tại trung tâm, hy vọng rằng các em nhỏ đặc biệt sẽ không bị bỏ lại phía sau để có cơ hội trưởng thành và sống cuộc đời bình yên như bao trẻ em khác.